chung điệp xưa bóng on chân rung chơi chi tí cổ rụng ngay nít kì chì thằng ngày ông ký đọc bồn rốt ngày cáo chân nam mô mí cho xạ bất tất xạ cả rai bì bòm bàm rồi hạ sập rạm bấy trái nâng thằng ngày tìm một phải bàm bí khai ưu sập hía chân nam bì bòm đọc bồn nơi bê ní xong bên trên bóng on chân rung chiến tam đàn tù xin nạp bò rồi miên xong khai nơi thằng ngày ní đốt đo tầy thân đặc nông cân nạp bạc xong cổ chiến chúc xâm nè xâm nà cho môi xa ca một chân cân nạp bạc xong cổ chiến nâng bà chìa bồ rốt nơi tí rung khai rốt tà nạ kỳ rì ca bì bạc mây ní, lục xóm ràng xí nâng lục cầm xa khá bàn cho rung bì thị chụp xâm nè xâm nà cho môi xa ca một chân cân nạp bạc xong cổ chiến nâng bà chìa bồ rốt nơi cổng bàn lông khai rốt tà nạ kỳ rì thân lành khổng bì thị ní, lục xóm ràng xí bà mì bà xa thá bà chìa bồ rốt khmá chì mê chà tật đấy trên tờ thẻ xã cà phê tập đấy ở ban du ông quán rồi chun chít yun sập ngày ní mình mẹ mở ruộng nới chỉ chun anh ta pro về té cứ mở ruộng nới được biệp anh này cũng làm bài tru tra bờ té chít được bỏ dướng nâng con trai dướng lên ngày cày hãy xong chỉ điệp thang cầm hôn ai bị chun này hiện cho ra cứ khoan đặt đẹp chuộc đẹp lại chỉ cầm hôn hôm nay để bảo vật thì do chuông ấy cầm hôn tham ái chuông bổ hà chuông ấy tân men đẹp đi vào trong nâng bậc cơ đây để cái bàn ao để yun pray chư sau cái tiên để cái bàn cứ yun để bảo hộ chiều lúc hiếp bằng lòng đạp bay bằng trâu hà cầm hôn tham ái cầm hôn đi cầm hôn ông nhà tham ái em bé đấy chiều lúc hiếp bắt bằng đi vào trong cứ ao để yun tại khai ra tận nạc kỳ hay là khai của đôi kỳ cùng phong khai tây chia ả nam thì cùng mình dùng dùn bỏ cứ dùn tạm mà rồi dạ cùng phân này cùng phân tranh một cùng phân đất một cùng phân bà lòng cứ mà chắc đây là tôi xong bởi tiên kỳ rạc thao bị bá đồ ôn xa rọc mơ rọc xa hẹt ta đã bây kỳ thưa ai tức đây như khai thì chỉ tức đây dùn kỳ mọc bàn xong bởi tiên cứ kỳ thưa ấy thôi xong dùn kê bà cao thùm kê nòm kê kê chôn vò bà cao côn bà cao châu dọc cao bà co dọc bê ca bà đồng đăng ca nghe bì dương dọc đây dương hai cặp bê chơ dương hai đồng đăng ca nghe bì dương hai chân chết bê chôn mong ca bì trăm thầm ai bê tình nghe thầm ai slap bằng tinh bà đông nè khla bằng ai ruộng ba nơi nơi tức đây thầm ai chạc chạy cho xin xua kê nơi bì tê krai tơ thay dân thầm ai slap bằng tinh bà đông thầm ai chạc chạy tơ sắp theo chỉ bị xem tới thay penu bỏ được chơi châu mọc cam để trả nâng hai hai bỏ được chơi nâng cái hai thằng nikum mình men ăn tao pro về để bảo bọn nikum ăn tao pro về không bị nikum bảo bọn ăn tao pro về cứ chung chiết bỏ được chơi để châu mọc bật đi đi mui tranh châu đam bay rùa rồi ok đam bay rùa sập rập tại khuôn ai đại bởi nikum mình men ăn tao phải thò mà đai ni công máu ăn tới với nhau bảo hộ ni công cứ bầm ra thanh ca lên thực đây ni công cứ bầm ra ni vô bay lên thực đây rồi bảo mà để chết thằng kê bẩn chun ni công máu ăn tới với thế cứ máu này cứ đam bay riêng trầm tiêm thôi mạch do khai ra từ ngày kia một đôi kia cho cần nâng về đây Việt Nam hai năm rồi đôi cao một chiếc cầu sống mình chạy thế, môn pe chụp xong nét xâm nà nâng thay xâm trả cả thế, tại cảnh sạc cam một chốn nâng bờ chìa bồ rót, lục xám đen xí, bàn cho tới số sọc tục bóng bộ nâng chì bờ có, nâng bờ chìa bồ rót nâng xa bàn lúng, cồng bàn lúng, tí rung khai rốt thân nạ kỳ đi. Bè sống nâng lý sách, cồng thua bà tạc cam bà chà nâng cao viết công tịch khlong thuyết bốt tạc xa nạ bần đất. Lâu nè nền chì tì mê trái, dông tam kê hạt tâm bò VOD bàn chọc sai thế, bà sáng nâng lý sách bà kát vô bà tạc cảm ạ hăng xá bà chàng nâng cao viết công tích khlong thuyết bộ tế sát sản nạp bằng đất nơi thường ngày tìm một phép rạm bốn khai ưu sập hiền ní đồng bày tìm tí ai rõ thà phí bá chụp bằng chụp ca lụt trọp xâm bạch rốt tại ai cụm hôn ai kê chôn. À tập bọn này kê hạ tâm bò rõ đài ní bà mình chạy đăng tiết thá nếu mất khlong thuyết bộ tế sát sản nạp bằng đất đài công phong trẻ bàn viết công tích nơi bà thường ngày ông kia ní bà thiên bằng đăng bà sáng ai kê rít nằm bây dụ tế thoa sáng cúng bà đại trực con bột bốn tính miền sông đề ca thá bà rõ tháp bị bàn này tại thuộc bạp ní à kì rồi bỏ rộp xem xem tiết nâng bắt bóng chìa bàn tò bàn tò bà rõ bàn tò thá nâng đất nông sơ ní sất nâng bột tất xa sân nức
vừa bắt cam đâm bay tiêm tiếc ở rota bị bà bên chốt sạc cam ở phía này. Nisat chạm tì bốn nơi sạc cao bị chia lại mối con đường rít nhịp nông pin, lục rên rên miếng prasa thế. Potasasana mình đặt chip mình là lại rẻ xa ai cả xa đó chả xem lại sân nisat sạc xa sai chiếu. Bên tai ra hồi một đòn penny, trận bắt xem mặt kịch bật mình ở chỗ nút tế đây ác an thế. Khoảng thuế rộng bóng cùng phong tới chút chồn. Lúc dù thế, tới ngày anh ạ cốt, ai nâng bắt bóng bột tất xa xa nạ mật đất đang mô tay vào đón. Khả nạ ca chút chút khoảng thuế này, hạ đất chi chùm lấy khó bị thông bật đá. Rủ miếng xa mặt tự kịch chán, giếm ca bìa giang tăng tẩy. Bởi thêm mình chạm mật đồ chết nâng xa là thoa sân cúng. Lúc bộ xâm náng, bóng hãng ca sau xa đá chung phu ca vì khoảng thuế bột tất xa xa nạ mật đất đâm bầy ở cổng hôn nà gào với thuốc lời cầm đầy nì. Lúc thế, bà rô tháp phí bàn áp phí vọt bài này, mình rít chùm ra nụ tì. À kì bồn tà xa xa nạ mần đất, trẻ bàn xâm phố đã ai bà kà phí thang ai tì muối khai mì thổ nè chân nà mùi bòm bà bò rôi kà xập rộng bấy, cứ môn bè miên kà xong casino naga. Bồn tà xa xa nạ mần đất này, sang xong lá nằm bài đồng cò tốc xịp hơi thoa nâng xịp hợp xem xên tiết, xâm ra bè xong nâng sắc sắc xa xa chữ chết đào. Bộ chí xã hạ cúng đại miên trùng lục cồng đồng hai nhát tới rốt xa phía này tháng ngày tiết 1.4 ưu xa phía. Bóng bộ ơn chân đùm chí chí tìm mệt rấy, tám ca chọc xa rồi bỏ kế hạ tầm bộ RFE bà này đăng thá. Bấn tóc bị cài bộ chung bị phía xa Steve Stone mật tế cho một đầm nàng mùi chùm nuốn đại cầm bông nơi phụng bình sạp. Bộ chí xã hạ cúng đã từ tù rộng khu tiền nút. Bán đại xa trong hồ đồng hai nhát này tháng ngày tiết 1.4 ưu xa phía kháng mục này. Bà tốt chí xa lại đi thân hiệp nông bình mình ăn ở nhà cả đời. Kế hạ tầm bộ đại này, bác đã đăng tạm được dạng lục xe sọc hến, đồng nàng xã hạ cùng phê chớ khai ổ đồ miền cháy, bác mình chạy này thường ngày ông kia tìm một phê bàm bì ưu xa phía tháng. Dạng nàng có đói, bụt lúc mình tốt xâm ra chiếc lời cá, thà nâng rằng hai cơ bộ nụ tế. Vì bụt lúc, trời bị phía xa cho mỗi đồng nàng phê chế xã hạ cùng mỗi chùm nôn tiệt sân, hai này thường ngày bụt xa ấy, tếp kế xâm ra chiếc bật ra cọt. Dạng nàng có đói, xa là đi thân hiệp nông bình, bác xâm ra chiếc phê xã hạ cùng chặt đầm nàng bằng pin nhé, một xã hạt cá trong một xã lại đi thịt nông pin, đầm bơi dọn nhát rồi bỏ phụ kế tại đạn nơi vị miền rõ sắp hía, nâng ông có phía bà trang ông bơ bộ rồi lùi, rước ai bà côn nhạt tạm được dạ xã lại đi thịt nông pin, đầm bơi bà côn chung sát bàn tàng pin nụ. Cả xâm lại tàng ní, trật bàn thua lá nâng nông kịch bà chung rồi viên đầm nàng xã hạt cống, nâng xã lại đi thịt nông pin, cả bì rô xìa thang ai tìm một phê bà môi ưu sắp hía mà xa lần mình nì. Sau mình chạy thá, bộ chí xã hạ cung một bị cực khai tăng 24 đã rộng rút để xa cả rộng lộp đầy thí, bệ chớ, lùm nơi thán, nơi sát, nâng cao ông phai thông một chiếc, đại miên nạ đầm nàng bảo mạng chế bì bọn nè, cổng chụp chung kia nơi tì liên bộ chí thập bật tay, nơi thang ngày tì 24 ưu sắp hía, rồi đồng hai nhát tới rốt sắp hía, nâng ông cấp hiệp bộ trang ông bơ bốc rồi lùi. Cả hai nhát ní, thật đầm nàng xã hạ cung mình chạy thá, miền cốt đã xong ở sát bàn tàng phí, chạy vì thiên nạc bằng chốc ông bơ bốc rồi lùi rồi bỏ nẹ miền ông nát. Nước nẹ miền lùi mùi chùm nuốn, đã bằng cò bánh hát lưu bị sai bê chớ, nê sát, đầy thí, nước lùng nơi thang chạy đào. Xã hạ chíp, tự tui ai nẹ bằng chìa tính, bằng càng ơn tà ra cùng bằng thay em tiết, đầm bày đo lấy nẹ chọc khủng. Lúc nẹ niên chìa tì mê trấy, dùng tàm ca chọc sát nè kê hạ tầm bò AFI, bà nè đăng thác. Mẹ đặc nông sẽ hạ chịp mùi chùm nuôn bằng bằng hai nơi cá rìa rây khổng cao tựa dột lây là tập hóa này chùm nụ rô viên cổng nẹ bằng chìa tình phô lợi tập hóa xâm lý bằng bếc vì bởi tế Campuchia đại bàn cho chơi khí chùm mùi nâng đồng nàng rô tha phí bá cá rìa mà xoay mình. Kể hạ tầm bò này bằng bằng chạy tàm được dạ lục áp thốn bởi thêm xâm bò sẽ hạ chịp rô chìa thập bà tay kàm mà có cả đề Campuchia xì khai đú đã xa mạch chạy rô bò lô nâng lục rong bằng đấng nâng nẹ chọc không tràn trình kê nút thay thác. Nẹp bình chìa tính của tại án ở vật phim phim này lẹ khát rồi bỏ phụ kế đại bàn sản tới rốt thả bị bạc còn lâu mốt. Nóng cả đời này đã mình miễn phiếp chuyên lươn nà mũi nóng cát đọc sài bánh hà chồng bóng chồng bóng. Lô bị bỏ ra nha thá, tiếp xa hạ đôi chì nơi miễn ế đi dạ bót bị thị ca này lời. Các bí rô xì mà xoắn mình cơm nẹp bình chìa tính xâm lý bằng bé rùm miễn đồng nàng cơm hôn phù má Levi, H&M nâng ghép bác rùm miễn thá nâng ai cắt bằng thói cả bằng chìa tính tùm ninh vì dân áp hoán bì bà tế Campuchia bà sân bà mình miên dân áp đọc sài thua áp bà xa láng nơi khốn tùm nẹ tùm nông vì chìa chìa bẹt. Cả thành đối chân nét cứ bán thua lạc bằng tòa bì kè nạp bà tế phù nẹ bằng chìa tính mùi cớm bàn chúc bà phía xa cho mùi lô ốc bà nì dù rõ mần trái kiệt chốn nâng chìa bà thiên kè nạc kàm bà kà sài chìa bà chân nua đại miên cá chô ruông bì đầm nàng chúng nơi xâm khăn xâm khăn chúng nôn bấy, trở bàn cổng nẹ bình chìa tình lượng lát nơi chúng bùng mục đồng nàng rô tha bị bá, rùa miến, cà cho cha bà chân nụ áp bạc bà rà má,
ការបង្កើតច្បាប់ស្តីពីសហជីពនិងការផ្តល់សេវាកម្មយុត្តិធម៌ទៅដល់កម្មករ23នាក់ដែលបានចាប់ខ្លួនសហគមន៍ជនជាតិនៅព្រះវិហារប្តឹងក្រុមហ៊ុនចិនថាប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិបើយោងតាមគេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានចុះផ្សាយថាសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅឃុំប្រមេស្រុកត្បៃមានជ័យខេត្តព្រះវិហារកំពុងចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនចិនចំនួន2ឈ្មោះឡានហ្វេងនិងរួយហ្វេងថាបានប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅតំបន់ដែលពួកគេរស់នៅតាមរយៈការចោទប្រកាន់នេះសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការខេត្តព្រះវិហារដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនទាំងពីរគេហទំព័ររដូវនេះបានឲ្យដឹងបន្តទៀតថាតំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយចំនួន3រូបនៅឃុំប្រមេស្រុកត្បៃមានជ័យបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចថានឹងចូលទៅបំភ្លឺនៅសាលាដំបងខេត្តព្រះវិហារនៅថ្ងៃទី3ខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីការពារបណ្ដឹងដែលកំពុងតែតទល់គ្នាខាងផ្លូវច្បាប់ជាមួយក្រុមហ៊ុនដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចចិនចំនួន2តំណាងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយម្នាក់ក្នុងចំណោម2រូបផ្សេងទៀតគឺលោកសេនូមានប្រសាសន៍កាលពីរសៀលថ្ងៃច័ន្ទទី26ខែឧសភាថាចាប់តាំងតែពីថ្ងៃទី7ខែឧសភាសហគមន៍របស់លោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុនចិនទាំងពីរឈ្មោះឡានហ្វេងនិងរួយហ្វេងតំណាងសហគមន៍ដដែលបញ្ជាក់ថារយៈពេលជាច្រើនខែកន្លងមកក្រុមហ៊ុនចិនទាំងពីរនេះបានរំលោភបំពានមកលើការរស់នៅរបស់ជនជាតិភាគតិចជាច្រើនផ្នែកទាំងធនធានធម្មជាតិនិងទីសក្ការៈបូជាដែលសារតែគេត្រូវការដីរាប់ពាន់ហិកតាយកទៅដាំអំពៅសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយនៅឃុំប្រមេបានចាត់ទុកសកម្មភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះឡានហ្វេងនិងរួយហ្វេងថាជាអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិពីព្រោះតែកន្លងទៅក្រុមហ៊ុនទាំងនេះបានហាមឃាត់អ្នកភូមិមិនឲ្យចូលទៅធ្វើស្រែចម្ការលើដីកម្មសិទ្ធិឈូសរំលោភយកដីសហគមន៍បំផ្លាញផ្នូរដូនតាព្រមទាំងប្រាសាទបុរាណខ្លះផងសមត្ថកិច្ចខេត្តមណ្ឌលគិរីបណ្ដេញពលរដ្ឋឲ្យរុះរើរោងស្នាក់នៅនិងចាប់ខ្លួនតំណាង2នាក់បយងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ100គ្រួសារមកពីបណ្ដាខេត្តនានានាំគ្នាមកបោះតង់ស្នាក់នៅចំណុចផ្លូវជាតិលេខ78ក្នុងតំបន់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក្រុមហ៊ុន Pacific ក្នុងស្រុកកោះញែកខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអះអាងថាពួកគេជាប្រជាពលរដ្ឋចំណាក់ស្រុកនាំគ្នាមកប្រមូលផ្ដុំទីនេះដើម្បីសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តផ្ដល់ដីសម្បត្តិសម្រាប់ពួកគាត់រស់នៅគេហទំព័ររដែកបានបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថាក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះនៃអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រមាណ50នាក់ប្រដាប់ដោយដំបងឆក់អមដោយរថយន្តបាញ់ទឹក2គ្រឿងនិងរថយន្តបំពាក់ឧបករណ៍ស៊ីរ៉ែនបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋឲ្យរុះរើរោងស្នាក់នៅហើយចាក់ចេញនិងចាប់ខ្លួនតំណាងប្រជាពលរដ្ឋ2នាក់ប្តីប្រពន្ធក៏ប៉ុន្តែមិនមានអំពើហិង្សាតបតការបង្ក្រាបនេះឡើយប្រជាពលរដ្ឋមកពីស្រុកកោះញែកលោកវណ្ណសារួនបញ្ជាក់ថាដីនៅតំបន់នោះពួកគេបានកាប់រៀនព្រៃសង់រោងស្នាក់នៅកាលពីឆ្នាំ2012ដើម្បីធ្វើកសិកម្មបន្ទាប់ពីបានធ្វើលិខិតស្នើសុំអាជ្ញាធរឃុំស្រុកក៏ប៉ុន្តែក្រុមសមត្ថកិច្ចបានរុះរើនៅមិនដេញពួកគាត់ចេញពីទីនោះទាំងបង្ខំដើម្បីយកដីប្រគល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិនលោកបន្តថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ500គ្រួសារបានស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានរដ្ឋសភាប៉ុន្តែមិនមានដំណោះស្រាយទើបសម្រេចចិត្តនាំគ្នាមកតាំងទីលំនៅជាថ្មីនៅតំបន់នេះមន្ត្រីខ្លំមើលសមនុស្សសមាគមអាត6ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអុលក៏សង្កត់ថាប្រជាពលរដ្ឋមិនមានឯកសារសំអាងតេតិនការអនុញ្ញាតមកតាំងទីលំនៅថ្មីនេះទេក៏ប៉ុន្តែអ្នកភូមិទាំងនោះជាជនក្រីក្រពិតប្រាកដហេតុនេះអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរផ្ដល់ដីសម្បត្តិសង្គមកិច្ចសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះតាំងទីលំនៅស្របច្បាប់លោកបន្តថាអ្នកភូមិត្រូវបានបណ្ដេញខ្ចាត់ខ្ចាយចេញពីតំបន់នោះអស់ហើយនៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាម្សិលមិញប្រទេសខេត្តក្រុងឆ្អឹងមួយនៅកំពង់ស្ពឺសង្ស័យថាសពកម្មករបាត់ខ្លួននៅផ្លូវវែងស្រេងតាមការចុះផ្សាយរបស់គេហទំព័រអាស៊ីសេរីបានឲ្យដឹងថាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចជំនាញខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី26ឧសភាចុះទៅស្រាវជ្រាវស្វែងរកឆ្អឹងមនុស្សម្នាក់ដែលត្រូវគេដុតសពចោលនៅជើងភ្នំមរះប្រៅក្នុងស្រុកសំរោងទងបន្ទាប់ពីអ្នកគង្វាលគោម្នាក់ប្រទះឃើញនិងសង្ស័យថាអាចជាសពកម្មករម្នាក់ដែលបាត់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាញ់សម្លាប់របស់សមត្ថកិច្ចកាលពីដើមខែមករា
Kẻ hạt tâm bò đại ní, bà này đang tạm được dạy nẹp húm trên nẹ công việc cô mình nhé. Bà đẹp khớn cho ân nô lìa các bà, cho ân trung cung, nâng cho ân xe mong chướng, nơi còn lại đột xạ sọc con đà bầy muối. Nơi chướng phát nông mẹ rẹp rớ, khổ nông sọc xâm đoàn tốn, khai cầm bông sứ, đòi xong sai thế. Cho ân sọc nú, tùm nón chia rộ bọ cầm mà có cạch đề mình nhé. Đại bắt lưng khổ nông cao bằng cạp rộ bọ xâm bà tư kích nơi phơ vinh sẽ đến các vị đàm khai mạc ra. Dù vừa chân đêm kiếng, nè cùng việc cố nâng chia sẻ cảm ơn chân khả nạp bạc xong cư chìa phòng nốt, bàn đà rô cố đẹp bạc cát bị thay ngay tìm một phẩy bấy ưu sập hìa. Lúc đà đò chương phân mà đẹp rớ, có bà tè khơn cần lại mùi chai khá lót đò chung hẹ con lát chì chả rạng. Dù vừa chân đọt đá bằng tò thá, kè bàn dô chân chú phép tàng nụ chính, có sắp tè khơn bòm này cho ân chì chả rạng, chìa bà phê cho ân lô lía, cho ân chung cúng nâng cho ân xa mong chương. Bà phục đọt đá bằng tò thá, phim cõi bị khơi cho ân tăng nốt kể bàn thọ rút tốc chế phó tăng nên bàn trở lọc từ phúm rì cá tên lục nốt đồng đúa đồng năng rì cả nạp bạc xong cổ chết mình đôi cùng phung sử. Bà tạm xa mà chạc cồng bạc xa khai cùng phung sử một bí cả nạp bạc xong cổ chết lục tiên xiến ở đăng thá sẽ cả một chôn xa mà chết rồi bỏ cả nạp bạc xong cổ chết bất chế bởi tiệc khơi cho ân sắp đã xong sai thá chế rồi bỏ cả một cò cạch đế để bắt luôn bất mẹn. Lục bàn to thá tiền xạ xây nâng phó tăng chi rụt thót nâng cho ân sóc trở bàn dốc mọi xin nạc này nâng tục bằng đó sẵn nơi tì xin nạc ca cần đá cần nạp bạc xong cổ chết nếu phân nông bình đồng bê đẹp xa xa vào tập hiếp nâng phó tăng tục rốn chăm thân nạc đặc nôm cần nạp bạc xong cổ chết xùm ra thá nâng chắc cá bạp nà chung bùa rừng nì. Cảm ơn các đêm nè chung một khâm sắp hát ở dù đọc ra môi chân em bạn bắt luôn bắn tốt bị bánh bằng cạp nơi phơi vệnh sẽ đến được bỏ xong mặt kết cả bị thay tịt bay mạc ra nơi bếp đã mình cạp tốt to và tìm tiền đầm lãng phạm khai 16 đô la. Sạ xây chi trả lại đăng thế khâm sắp hát trời cổng cầm phơi trăm đàn trúng xa lắp hai trái xong mặt kết trong rõ lược đạt đồ dân đất tờ bạc ở phục rộng bỏ dù chung khâm sắp hát kỳ lục khâm sướng ở đăng thế có ai trong năm con pro tam được dạy áo đằng tháo để kê xuyên hóa hết bà tạc cảm. Phần tay bật đột trẻ ở hơi, ở vậy để con kết tháng, ách cụ con tháng, ẩn nụ chì con pro được bỏ con rước bất rưu mình bật nụ, cứ miễn tài ca bị nạch DNA, hay con sẵn không tháng. Sẵn mặt tạc cây rưu ông các sẵn cùng sư vơ nâng chùi rô ca bất, rưu ách cầm nạch ở tạ sân nhàn cho ẩn nụ bán không bé chạp chạp. Mình tài sợ bằng kết ông ca ad hoc lục chăn sô vết ở đằng tháng. Cả đời này ní, rì rô tha phị bá, trời chinh múc xa trì rôn dô tê thóa, bố chân rôn cổ đẹp bạc luôn ní, mình đang tha sạp đưa rúa, hai trái bố mô tên này bị cả đời này ní ở bàn cực chông trối, đồng bày cầm nọt ác tác sinh nhanh chấn đại rô khơn. Nhi viết chân viết bà hạ tụng nê sàn Việt Nam lịch chi thầm mây tiền. Bà dôn tam kê hạ thầm bò vi ô đi bàn chọc sai thá, nếu việc chân này thì ngày chẳng sợ mình bắn bốc tùm liếc nôm ở tụ nơi sản Việt Nam mùi kriếng lịch chi thầm mây tiết nơi khổng đàn tắc cùng bốn miên chùm lúa đã miên chùm ngày 30 km bí còn lại đại tì cổng bè cắn cùng bốn bồn dọc bế nơi góc bà ra xe. Kể hạt tùm bò ra này bác đã đăng tạm được dạy nẹ nôm bìa cổ xuân cả bò ra tê Việt Nam lục lý hai bình thay lãnh thác cả lịch tốt rồi bò nẹ nơi sản Việt Nam nốt đã xa tốt rồi bò chân bắn bác bốc bắn tò bình lịch tốt. Chúng ta sẽ mất Việt Nam bằng sân khu nét lấy sản đọc nhạc chính bị tụ đại lịch nụ. Nhi bà tạm ca chọc sai được bỏ bằng đài xa bỏ ra miền bà lòng bờ. Tụ lấy sản Việt Nam đi ná bằng 4.120 phí từ hôm qua đã tụ chân đại miền nét lấy sản sai sắp nét hai cầu chiến đó cả bốc bình lịch. Chúng lùa chân nâng Việt Nam cả miền phiệp tàn tầng kháng nơi đàm khai ưu sắp hiện ní nếu bế đại tì cổng bệ cán chập đàm bốm dọc bệ nơi có bà ra xe. Nếu xa một chân phía càng bồn nơi tì nút, Việt Nam có an tháng chỉ cắm sẽ được bọc luôn đại. Các bếp đã chân trô bồn dọc bề nút, bà tạc cầu Việt Nam bán thuốc cô bà cam bà trang chân chết chân nơi phía càng bồn Việt Nam đã mật đá ở chân chết chân bị nẹ sạp nâng chiếc mùa rồi xa sập nhẹ tiết rồi đồ bù. Lâu nè nên chị tìm mê trái, bó ra miên xong khai được bọn nền khuyên nơi bề ní bà mật đó tiếp bên chào hài. Nhiệm kỳ nhóm Rose Maria xong thay ông lọc con dân chia trái chút bộ lộn rồi nên để bàn tù xin cảm ơn thí ní, tăng bị đam rồi hồ đó tiếp bằng chọc. Xong ở cuốn xong cổ rộp liền.